khác xe ở nhà không? Như xe thông không? đừng ra đường lớn nha. Chạy thôi. Chạy tiên nha. Đây 99 full zin. Nhẹ nhàng thôi, đúng tân gắn chân xuống lỗ rồi. Sườn áo sẽ chia sườn xám, sẽ chia đâu có sườn nó là cũng đó, nó nhìn ông liền. Còn giờ đem dọn sao? Xe nó có đâu mà dọn? Xe nó bán mấy triệu bán mẹ không? Mấy gì em coi chiếc này có anh trai sao á, để muốn đem lên đổi, anh làm chiếc giống gì nữa. Chiếc này bao đâm ông? Nó chạy lên chạy thử khác được không? Như xe thầu sao nói gì? Nói chung chạy ngon đó. Máy móc đồ nếu nó trục trặc nó chỉ trục trặc cái nồi thôi, ví dụ lâu chạy ví dụ xui bể con xui tán lại thôi, cái xe Sport đâu có bị gì đâu, bình endo mới, lòng endo mới đâu bị gì nữa, bị nồi thôi, nồi nêu con chảo tán lại thôi. Tán sao mà nó chuyện dễ chịu quá, rồi hỏi sao thấy nó chịu có chịu không, nó lúc đó bận ai vậy? Bận gì má ông, tôi bận, tôi lu bu đấy, tôi có rảnh đâu, ngồi nhắn tin tới với ông. Máy ơ cái gì gọi điện mẹ cho nhanh. Gọi điện anh lu bu quá, nói chuyện anh đủ chạy ba câu chưa hỏi xong rồi anh á. Rồi đâu rảnh đâu. Sao? Chưa chạy số cái chạy chậm, chạy khoảng 4-50 mà chạy khoảng số 5. Cái không có tặng không có giật. Rồi nó biết rồi. Hai xì bo phun zin, rồi cho anh em khách Long An. Số điện thoại trực tiếp số điện thoại của mình 0977 896 908.